Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào dự án Aerobe đến từ tựa game MetaWorld, một cái dự án game đang được FOMO rất là nhiều. Ok, thì để tham gia vào kèo Aerobe này thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link, chúng ta sẽ mở Telegram lên, các bạn nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Sau khi các bạn nhấn vào nút Start thì nó sẽ hiện lên ở cái phần mã ký tự, thì các bạn sẽ nhập cái mã này vào cho mình. Sau khi chúng ta nhập vào xong thì đây nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải hoàn thành. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin. Thì ở trong kèo này thì các bạn sẽ có 2.000 suất random và mỗi suất sẽ nhận được là 50 cái đồng token MTY và tương đương với tầm khoảng 5 đô, và trong đó thì sẽ có 100 suất dành cho top refer. Và kèo Aerobe này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 12 năm 2021 và sẽ phân phối cho chúng ta sau khi mà bán IDO. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các cái nhiệm vụ ở đây. Thì cái phần này mandatory là những cái nhiệm vụ bắt buộc mà chúng ta cần phải làm. Đầu tiên là các bạn sẽ join vào group của dự án. Chúng ta sẽ nhấn vào phần join group. Tiếp theo là các bạn sẽ quay lại, chúng ta tiếp theo join vào cái kênh channel của dự án. Rồi, nhiệm vụ thứ ba đó là các bạn sẽ follow trang Twitter và retweet cái bài về Aerobe ở trên cái trang Twitter của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở cái trang Twitter ra. Đấy, hiện tại thì mình đã follow rồi. Sau đó các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy có cái bài nó đăng cách đây 22 giờ. Đấy, cái lượng người tham gia cũng khá là đông rồi, bởi vì kèo này đang được FOMO khá là nhiều. Ok, sau đó các bạn có thể nhấn vào phần retweet hoặc là phần quote tweet. Sau đó chúng ta tweet về tường của chúng ta. Hy vọng là con game hôm sau nó ra thì sẽ có được FOMO và giá cao để anh em mình kiếm một chút. Rồi ok, tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào cái nút Submit My Detail khi mà chúng ta đã hoàn thành các cái nhiệm vụ. Ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn là đã join vào hai cái kênh Telegram Channel và Telegram Group chưa. Các bạn sẽ nhấn vào phần Done. Tiếp theo thì các bạn sẽ điền cái Twitter Profiling. Tức là chúng ta sẽ vào cái trang Twitter, các bạn vào phần profile và các bạn sẽ sao chép cho mình cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta, các bạn dán vào ở phần chatbot. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20, các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chat Wallet. Các bạn sao chép, chúng ta dán vào. Và cuối cùng thì đây các bạn sẽ thấy có cái phần confirm the, thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong kèo Aerobe. Các bạn có thể thấy là nó sẽ cho chúng ta một cái đường link rep. Bây giờ các bạn có thể copy đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể lọt vào top và nhận được thêm token. Còn những anh em mà chúng ta tham gia suất dành cho random thì các bạn không cần phải chia sẻ link Aerobe, thì các bạn vẫn có cơ hội để chúng ta nhận được token, chỉ cần các bạn có nhân phẩm may mắn. Còn một số anh em thường xuyên khi mà mình đăng các cái video hướng dẫn về Aerobe mà mình không để contract dưới video thì có rất là nhiều anh em hỏi mình và xin contract. Thì mình trả lời cho các bạn là thường thường những cái dự án Aerobe mà mình giới thiệu cho anh em, không phải dự án nào nó cũng sẽ có contract. Đấy, để anh em add vào ví, mà có những cái dự án nó chưa mở bán IDO, đấy thì nó sẽ chưa mở cái contract, nên là các bạn lưu ý nhé. Thì những cái dự án nào mà chưa có contract thì anh em cứ đợi hôm sau nó vào trả về ví cho anh em, thì anh em check ở trên BSC Scan thì sẽ có contract để các bạn có thể dùng để swap. Còn bây giờ thì các bạn không cần phải add contract. Một số anh em có hỏi mình là có cần phải add contract vào ví thì nó mới trả hay không, thì câu trả lời là không nhé. Đấy, chúng ta chỉ cần sao chép cái địa chỉ ví như vậy vào là được, không cần phải add contract bất cứ một thứ gì nữa cả. Đấy, nếu mà các bạn trúng thì nó sẽ tự động gửi về ví cho chúng ta và hôm sau chúng ta sẽ check ở trên BSC Scan. Đấy, nếu có thì nó sẽ, các bạn check ở trên BSC Scan thì nó sẽ có hết tổng cung rồi là contract của token, nên là các bạn yên tâm dành cho những anh em mới chúng ta chưa hiểu về Aerobe. Rồi, và cuối cùng thì bây giờ mình sẽ review cho anh em một chút về cái tựa game MetaWorld này, tại sao nó lại được FOMO. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đánh giá qua về cái giao diện của game. Thì đây là một cái tựa game theo mình đánh giá đồ họa giao diện khá đẹp, một tựa game theo cái model nông trại. Đấy, thì trong tựa game này nó giống như một cái thế giới thu nhỏ, và trong cái thế giới này thì sẽ có cái phần dành cho anh em đào mỏ này, đào quặng này, rồi là bãi ghi nhật ký, cái này là có lẽ là cái phần dùng để nhà gỗ đấy, rồi là bến tàu dùng để chúng ta câu cá,
nông trại, các bạn có thể trồng cây, nuôi gà ở đây. Đấy, thì đây là một số cái phần ở trong game. Và ở trong game này thì NFT, các bạn sẽ thấy ở trong game sẽ có các cái NFT, đó là các cái vật phẩm như là cần câu, lưới đánh cá, tàu đánh cá, rồi là cây rìu, lưỡi cưa, cưa điện, xẻng, đó, tất cả những cái dụng cụ để chúng ta có thể khai thác ở trong cái mục mà phía trên mình vừa giới thiệu cho anh em. Đó. Thì đây là một số cái, đây là về phần công cụ này, còn ở về phần crop, tức là những cái cây, thì cây ở đây thì sẽ có hạt giống. Hạt giống thì đây bao gồm ngô, lúa, đấy. Rồi tiếp theo là phần farm building, là tức là những cái mảnh vườn. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải mua những cái mảnh vườn này để các bạn có thể trồng cây, hoặc là chúng ta có thể mua tàu đi đánh cá, mua cần câu để câu cá. Đấy, thì hiện tại thì cái tựa game này thì nó đang đi tới giai đoạn đó là quý 4 năm 2021, chuẩn bị sẽ có cái phiên bản beta phát hành trò chơi và cho phép bán public sale. Đấy, và đến quý 1 năm 2022 thì nó sẽ ra mắt cái trò chơi này. Hiện tại thì đối tác ở đây thì cũng chỉ mới có là 5 đối tác. Ok, thì hiện tại cái thông tin ở trên cái trang web chính thức của nó đang còn rất ít. Mình sẽ thử kiếm cái white paper của dự án xem thử là đã có hay chưa. Ok, một điều đặc biệt nữa ở trong game này, đó là cái game MetaWorld này thì nó có đến 4 loại cái mã thông báo, tức là có 4 loại token ở trong game. Đầu tiên là mã thông báo gỗ là ESY. Đấy, thì mã thông báo tiếp theo là mã thông báo quặng là ESO, mã thông báo tiếp theo là mã thông báo thực phẩm ESF, và tiền tệ lưu hành đó là IST. Đấy, thì trong này có đến 4 loại token, và mỗi loại token thì như anh em lúc nãy mình giới thiệu ở phần bên kia thì mỗi loại token sẽ dùng cho một cái danh mục, một cái phần chơi. Đấy. Đấy, và tiếp theo là cái phần con này thì nó tích hợp cái metaverse, tức là chúng ta có thể xây dựng các cái xây dựng trồng trọt và chiến đấu để xây dựng một cái thế giới metaverse riêng của chúng ta, tức là những cái có lẽ nếu mà theo thực sự nếu đúng trend metaverse thì chúng ta có thể xây dựng được một cái khu vực của chúng ta sẽ tự động sắp xếp theo cái ý muốn của chúng ta. Đấy, và con này thì mình cũng chưa biết tại sao nó lại được FOMO nhiều đến như thế. Đấy, thì đó là một chút cái thông tin mà mình muốn gửi đến các bạn ở phần cuối video này. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên là để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm về cái dự án thì các bạn nên follow vào các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là các cái trang Telegram để các bạn có thể cập nhật các cái thông tin mới nhất về dự án. Và video hướng dẫn của mình, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.